Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Vân Anh. Và ngày hôm nay thì Vân Anh xin giới thiệu với các bạn một loại quả rất là quen thuộc. Đó là các bạn có biết quả gì không ạ? Vâng, đây là quả chuối. Và ở Việt Nam cũng như các nước nhiệt đới thì chuối là một loại quả rất là quen thuộc. Và đây là một trong những loại trái cây hấp dẫn nhất trên thế giới, với rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Và loại trái cây này thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng giúp giảm sưng, giảm cân, tăng cường hệ thần kinh và sản xuất bạch cầu. Cũng như đây là một loại quả có rất là nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như là chất kali, chất xơ, magie, vitamin B6 và vitamin C. Và tại sao chúng ta lại nên ăn chuối? Bởi vì chuối có rất là nhiều tác dụng. Trong một quả chuối 100g sẽ có khoảng 88 kilocalo. Và khi mà các bạn ăn chuối thì chuối hoàn toàn có thể giúp chúng ta giảm cân, cũng như là giúp chúng ta cải thiện năng suất thể thao, giảm chứng buồn nôn khi say và giúp tạo cơ bắp, tạo nạc. Và chuối là một trong những loại quả được các vận động viên sử dụng trước và sau khi tập. Và ngày hôm nay thì Vân Anh xin hướng dẫn các bạn cách ăn chuối. Thông thường thì một quả chuối, chúng ta sẽ có loại chuối ngắn, chuối dài, chuối tây và chuối ta. Và ngày hôm nay thì cái quả chuối này của Vân Anh nó hơi ngắn, vừa béo lại vừa tròn. Thì thông thường nếu mà đối với một cái quả chuối dài ấy, thì khi mà chúng ta ăn ấy, thì các bạn sẽ có thói quen là bóc từ trên xuống. Và Vân Anh học được một cái cách, đấy là ăn chuối rất là lịch sự. Đây, Vân Anh xin hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ bẻ đôi ra. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ thưởng thức. Đó. Chúng ta sẽ ăn từ giữa đi ra. Đó. Quả chuối hôm nay Vân Anh ăn đây là quả chuối tây. Quả này thì vừa béo vừa lùn. Đó, xin mời các bạn. Rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Và các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của Vân Anh để nhận thêm được những cái video về dinh dưỡng và sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.